Xin chào bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng mã máy làm bánh mì của Panasonic SD-T104 nha. Sản phẩm có màu trắng trang, rất là trang nhã. Đây là để men mở này. Đây là đó. Hàng rất là đẹp nha. Bên trong này, phụ kiện này. Đây là lồng để làm bánh nha. Đó, để cho bột ở đây này. Bên trong rất là đẹp nha, hàng rất là xịn sò này. Cốc đong chia vạch này, chia bột nở này. Đó, rất là đẹp nha. Và đây là nút start này, hẹn giờ này, dừng này, menu này. Đó, đây là bảng điều khiển này, sách hướng dẫn ạ, phiếu bảo hành nha. Sản phẩm Panna thường đét sẽ vào sản xuất rất là mới, bảo hành 12 tháng kể từ ngày bán, bằng hóa đơn của người bán hàng, và bảo hành 18 tháng từ ngày sản xuất nha. Nên các bạn yên tâm về chế độ bảo hành của Panasonic, dù các bạn mua ở đâu thì đều được bảo hành 12 tháng từ ngày các bạn mua nha. À, rất là đẹp, màu trắng rất là trang nhã. Chiều cao của nó tầm 25cm, chiều rộng của nó tầm 15 thôi ạ. Hàng rất là đẹp nha. Bé bằng cái bình thủy 2 lít ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.